tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để cùng tiếp lửa cho U22 Việt Nam trong trận cầu giữa Việt Nam và Singapore. Và ngày hôm nay, nhà tài trợ Liên Tu đã cùng đồng hành cùng chương trình để gửi đến 800 chiếc áo Liên Tu hoàn toàn miễn phí. Xin nhắc lại là 800 chiếc áo Liên Tu hoàn toàn miễn phí để có thể nhuộm đỏ được phố đi bộ Nguyễn Huệ. Xin cảm ơn nhà tài trợ Liên Tu rất nhiều và cũng xin chúc cho U22 Việt Nam sẽ giành được huy chương bạc SEA Games.